Hello, xin chào hết thảy anh em đã trở lại với nhạc cụ Xuân Thăng. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cây 353. Mình đã cài dữ liệu để gửi đi cho anh Khương ở ngoài Lâm Đồng. Cây này nhìn nó vậy thôi nhưng mà khi mình cài dữ liệu lên nó rất là hay nha mọi người, rất là mới, rất là đẹp. Ví dụ bây giờ này cho mọi người nghe điệu rumba của nó. Mình nghe không khác gì mấy đàn lớn. Thì anh Khương bên Lâm Đồng đã đặt mua cái đàn này, mình đã cài dữ liệu đầy đủ, có đầy đủ tranh sáo bầu luôn. Tranh sắn điệu. Đó, cho mọi người nghe thêm vài điệu khác về đàn này nha. Bây giờ mình nghe cha cha đi. Khác nha. Rồi, nghe thêm cái điều mix. Quay video để gửi cho anh Khương cho mọi người để mọi người trải nghiệm với cái đàn E353 này. Mọi người có thể theo dõi trên kênh nhạc cụ Xuân Thăng và cũng có thể tới số 7 đường Đông Hưng Thuận 31 phường Tân Hưng Thuận quận 12 để mình trải nghiệm trực tiếp cái đàn nhé. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.